Gần đây clip bóng đá gây sốc trên mạng xã hội. Dù chỉ bị cầu thủ đối phương chạm nhẹ vào người, tiền vệ Sunday Afolabi vẫn ngã vật xuống sân rồi nằm ăn vạ. Cụ thể phút 85, cầu thủ Sunday Afolabi lại đứng trong vòng cấm của đối thủ và có những hành động nhảy múa kỳ lạ. Trước hành động khó hiểu của đối thủ, tiền vệ Latif Suhaimi của Kelantan đã đi đến và chạm nhẹ vào người Afolabi. Ngay lập tức, Afolabi đổ gục xuống sân và nằm ôm chân đau đớn. Thậm chí cầu thủ này còn lăn lộn nhiều vòng trên sân. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những tình huống bóng đá hài hước được camera ghi lại ngoài đời thường, không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Nào, hãy cùng theo chân anh quay phim của chúng ta ngày hôm nay thôi nào. Cầu thủ số 34 vào sân và ngay lập tức đem lại tiếng cười cho khán giả nhà với chấn thương ngoài ý muốn. Huấn luyện viên có vẻ như sẽ phải thay thêm một người nữa rồi. Đam mê bóng đá khó bỏ của anh chàng khiến gia đình cũng đành phải bất lực. Anh chàng này có vẻ đã khá thuần thục với bài tập đi bóng, tuy nhiên khả năng dứt điểm vẫn cần phải cải thiện nhiều. Lần sau thấy anh sút thì tránh ra nha, lần này còn nhẹ chân đó ha. Một tình huống Neymar nhập giúp cậu ấy liên tục qua người thành công. Teamwork cực kỳ hiệu quả, khán giả phấn khích, còn cú dứt điểm thì... Nhiều bạn sẽ nói tình huống này sẽ dễ dàng, nhưng áp lực khủng khiếp lắm các bạn ạ. Thôi thì đành sút lên trời. Cậu nhóc đã có tình huống khiến cho người bố của mình trở thành một gã hề cực kỳ dễ dàng. Quả thực không phải đứa trẻ nào cũng đáng tin. Một tình huống dùng đầu cản penalty cực ngầu từ vị trí của thủ môn. Mở thẻ FIFA phiên bản nhà vệ sinh và Mbappe không hề giả trân một chút nào thưa quý vị. Hơi mất chút thời gian nhưng mà anh chàng vẫn đưa được bóng qua hai chân đối phương các bạn ạ. Cách phòng thủ này của chú chó khiến các tiền đạo hàng đầu cũng khó mà vượt qua được. Ơ kìa, chúng tôi chỉ đang quay clip vui thôi mà, tính anh nóng như kem vậy. Tình huống chui lên từ lòng đất của cầu thủ áo trắng khiến cho đối phương không kịp trở tay luôn. Quá hay đúng không các bạn? Thợ cắt tóc của Pogba chắc chắn là người luôn bận rộn để mà nghĩ kiểu tóc mới cho anh chàng người Pháp. Test lực sút mà nó lạ lắm, sút bay cả người rồi mà chẳng thấy mạnh đâu. Tình huống bứt tốc vượt qua thủ môn rất hay đến từ cầu thủ áo vàng. Anh này có vẻ muốn bắn chim hơn thay vì đá bóng thì phải. Thật đáng tiếc. Tính múa rìu qua mắt thợ và bài học đắt giá cho cậu bé. Giờ thì biết trình ai hơn rồi chứ nhóc. Siêu phẩm ngã bàn đèn, anh không còn vui tính như trước nữa đâu. Đội tuyển quốc gia nên để mắt tới anh thủ môn này ha. Làm gì khó hơn coi, như vậy vẫn chưa đủ để hạ gục tôi đâu các bạn ạ.
nghệ cả cũ, cậu bé khiến cho đàn anh đội quần với pha biểu diễn không khác gì chuyên gia đường phố. Đố anh bắt được em, hơi khó cho các anh rồi. Tiếp tục có một thủ môn cần được bảo tồn. Lần này cậu bé có tới 4 pha cứu thua trong tình huống bị đối phương tấn công. Thiết nghĩ MU cần mua cậu ấy về học viện để đào tạo. Cày không anh hậu vệ ơi, phải giữ được cái đầu lạnh nha anh bạn. Đơn giản mà hiệu quả, chỉ sau 3 đường chuyền bóng đã được đưa vào lưới. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu sau pha bóng này. Đây phải chăng là bên trong sân tập luyện của những khúc gỗ? Dứt điểm thế này thì nghỉ đi uống bia thôi các bác ơi. Tình huống Messi nhập, tuy nhiên anh nên tự mình dứt điểm thì hơn. Hơi cồng kềnh một chút nhưng mà cũng không sao, miễn là đội nhà có bàn thắng. Đây phải chăng là truyền nhân của Roberto Carlos? Sút như vậy thì ai mà đỡ được? Múa máy hơi nhiều rồi nha anh bạn, ấy thế mà vẫn hiệu quả. Hai người này có vẻ đã quá chán với cách truyền bóng thông thường rồi thì phải. Đang xem bóng đá mà ngủ gật thì sẽ như thế này đây. Đừng vội mừng, 30 chưa phải là Tết đâu anh bạn ơi. Nhìn xem quả bóng nó lăn vào lưới kìa. Vừa rồi là tổng hợp những clip hài hước về bóng đá. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nha.